Hello, xin chào mọi người. Mình đang có mặt ở bến phà Đại Ngãi thuộc Tiểu Cần, Trà Vinh. Hôm nay thì mình đưa khách về bên ngay chỗ Trà Vinh nè. Rồi bây giờ mình đi qua bên Bạc Liêu, mình rước khách sáng mai mình sẽ rước khách về sớm. Mình mới vừa vô tới đây. Đây là lần đầu tiên mình qua hai cái phà này luôn. Tức là phải qua hai cái phà thì mới qua được Bạc Liêu mọi người. Cái phà đầu tiên là phà Đại Ngãi. Mình sẵn mình đi thì mình sẽ share lại cho mọi người xem là cái giá với lại cái cách qua phà luôn ha. Việc đầu tiên của qua phà đó mọi người là mua cái vé này nè. Cái vé này của xe dưới 9 chỗ ngồi là 39k, là 40k đó mọi người. Còn xe máy thì 6.000 một vé. Sau khi mà mua vé xong á, thì mình sẽ đợi mở cái cửa ra rồi mình chạy vô đây. Sẽ có một chú bảo vệ thu cái vé đó và mình chỉ việc đậu ở đây chờ cái phà xe với phà đó mọi người lên hết, xong rồi mình chạy xuống dưới đó. Lần đầu tiên mình đi phà mình hồi hộp quá mọi người. Mấy lần kia thì mình cũng đi phà rồi nhưng mà mình chưa có đi cái phà này. Mình đi xuống đây từ lúc hồi 2 giờ mấy chiều, 2 giờ 15 phút chiều á, mà tới giờ này á, mình mới xuống tới đây luôn mọi người. Nếu mà thường mà mình đi về Bạc Liêu á, thì mình sẽ đi ngoài ở quốc lộ 1A, đi cao tốc xuống Cần Thơ xong rồi mình đi quốc lộ 1A, chứ mình không có đi vô đường này đâu. Tại vì mình vô trong này mình đưa khách vô trong này á, sẵn là mình đi đường này băng qua luôn cho biết đi phà mọi người. Mình tính đâu là vô trong này là được xuống liền chứ. Ở ngoài đó là phải đậu ship hàng, đậu đợi mở cửa. Mở cửa xong rồi mình chạy vô đây là phải đợi ship thêm lần nữa. Nếu mà ai mà tiết kiệm á, thì tắt máy xe cho nó đỡ tốn nhiên liệu với lại đỡ khí thải ô nhiễm môi trường. Cái khúc này á mọi người, cái khúc này không là đợi lâu lắm, nãy giờ mình đợi 5 phút rồi đó mà chưa có xuống được cái phà nữa. Chắc phải đợi thêm một chút xíu nữa, khoảng đâu đó 10 phút thì mới xuống cái phà được. Ở đây á, thì ở ngoài thì có hai làn xe là, nhưng mà vô trong này á, cái đường xuống á, thì nó nhỏ nên mọi người đi nhường nhau một chút xíu chứ chen chen là không xuống được đâu. Hợp đó mọi người ơi, lần đầu tiên mình đi qua cái phà này luôn. Cái xe mình nó gầm cao á mọi người nên là đi khỏe lắm, không có sợ vướng đâu. Chỉ có mấy chiếc 4 chỗ đi lên xuống phà mới mới sợ vướng thôi. Chiếc xe mình là chiếc chiếc Xpander. Chiếc Xpander bản mà premium. Xe 7 chỗ á, thì xe 7 chỗ mọi người thì lên xuống phà nó cũng là một lợi thế. Mình chạy ở trên cái đường sắt hàng nè. Cả nhúng và nhúng mắc cười quá. Chóng mặt quá chừng luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy vô trong này, đậu ở đây. Mình đi trước, lát chắc mình nghĩ là mình sẽ được lên trước mọi người. Mấy cái phà đường sau mình á, mấy cái chiếc xe đằng sau mình chạy lên cái nhúng 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 mắc cười cũng chết. Mọi người nhớ nha, đi qua cái phà này là 40k. Ở bên phía ngoài cái phà này để mình đi ra ngoài đó chơi chút. Đi ra ngoài đó chơi được không ta? Trên này có cái lối đi bộ đó nha mọi người. Ở dưới đó rất là chóng mặt mọi người, mình đi xuống dưới chế phà hiện tại nó đang chạy luôn á, mà mình ngồi lên xe mình đâu có cảm giác là cái xe nó chạy đâu. Cái phà nó chạy hồi mình chóng mặt lắm luôn. Ở trên phà này mình thấy là tổng cộng có 3 làn xe ô tô, còn xe máy thì chỗ nào trống thì đậu chỗ đó, mình thấy đậu tùm lum hết luôn. Nhưng mà làn ô tô thì có 3 làn, chứa đâu đó khoảng được mấy chục chiếc xe đó mọi người, mình không có đếm nữa tại mình không có đi xa xa lại đằng bên kia.
Lúc mà mình ở đợi ở bên đó đó mọi người, từ cái lúc mà mình vô cái chỗ đợi phà là mình vô ra đó khoảng lúc 18:35, thì lát nữa mình đi tới cuối bến phà này, mình lên phà rồi mình sẽ coi coi là hết bao nhiêu thời gian mình đi một chuyến phà này nha mọi người. Hồi khi nãy đó mọi người, ở bên chỗ hồi nãy mà mình lên phà là bên đó là Trà Vinh. Khi mà mình lên phà, mình đi một lượt phà rồi thì mình sẽ qua một cái cù lao dung của tỉnh Sóc Trăng, sau đó rồi mình đi thêm một cái phà cũng tên là phà Rạch Ngãi nữa để qua bên thành phố Sóc Trăng, qua bên lúc mới đi thẳng được lên quốc lộ mọi người, tức là qua hai cái phà Rạch Ngãi luôn nhưng mà cái tên bờ thì khác nhau. Ở giữa hai phà Rạch Ngãi là một cái cù lao có tên là cù lao dung thuộc tỉnh Sóc Trăng. Phà chuẩn bị cập bến rồi mọi người, và bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi qua cái phà đầu tiên nha, là từ bờ A qua bờ E nha mọi người, từ bên Trà Vinh qua bên cù Lao Dung, sau đó chúng ta sẽ đi thêm một cái phà nữa. Hồi hộp quá mọi người, mình ngồi ở trên cái phà này, cái phà nó chạy á, nó sao á, nó làm cho mình cái cảm giác hơi hơi chóng mặt một chút. Đây là lần đầu mình qua cái phà này thôi nên mình cũng chưa có biết đường đó mọi người, mình phải từ từ thì là chậm cho người ta đi trước, sau đó rồi mình mới đi theo sau được. Mình đi đường á, cho mọi người, mình đi đường chủ yếu là mình sử dụng Google Maps thôi, chứ còn thực sự ra mà nói về biết đường là mình không có rành đường đâu. Chắc là phải đợi cho xe máy xuống trước, xong rồi xe ô tô mới có đường xuống hay sao đó mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuống phà thôi. Nhưng mà cái đường lên ở được trên phà thì bự mọi người, cái đường lên thì nó nhỏ, cái đường xuống nó cũng rất là nhỏ nên là xuống mỗi lần thì chỉ được một xe thôi, tức là ô tô bắt buộc phải xếp hàng với nhau. Dạ, giống đi ngựa mọi người á. Xe gầm thấp là mình khuyên mọi người đừng có nên đi qua phà, đi qua phà về là nát cái gầm luôn á mọi người, hư hết cái gầm xe. Cái đường đi bên này á, đi về bên cầu Trà Ôn bên này á, đường nó cũng không có đẹp lắm, đường đang sửa tùm lum hết mọi người, mấy cái cầu đang làm á, lúc này là đầu năm 2024 mọi thứ đang sửa lại nên là đường đi cũng rất khó. Mình đi qua bên hướng bên này mình chạy mình ngán lắm luôn, cái đường thì nhỏ xíu xíu à mà xe cũng đông, hai chiếc du lịch đó, né nhau là một chiếc phải rất là, thì chiếc kia mới đi qua được. Quên bật đèn nữa mọi người, mình chạy xe mà quên bật đèn nữa. Mỗi lần mà mình chạy xe mà mình hồi hộp mình tập trung mình làm gì cái là mình quên tùm lum hết mọi người. Sau khi qua cái phà xong thì mình chạy qua đây nó đã lắm mọi người, mình chạy 1,8 km là qua, tức là từ cái phà đó, phà hồi nãy bến phà E đó mọi người, mình đi qua cái bến phà phải này nè là 2 km, từ phà kia qua phà này là 2 km mọi người, nhưng mà đường đẹp cũng rất là dễ đi. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường này xong rồi tới cái phà bên kia, coi coi cái phà bên kia có giống như cái phà bên này không em mọi người. Có cái bảng biển báo chỉ đường đó mọi người, là cái làn bên trái, làn bự, làn lớn đó, là cho xe tải chạy, còn làn giữa này cho xe khách với lại xe ô tô con chạy nè, còn làn phải bìa đó là cho xe máy chạy. Cái phà này nó cũng cũng kiểu y chang vậy luôn mọi người, nó không có khác nhiều. Ở bên kia qua đây cũng cũng y chang vậy luôn nè, nãy cái phà bên kia cũng vậy, xong cái mình qua bên này xong rồi mình phải đậu ở đây mình đợi đó. Bây giờ mình sẽ đi mua vé, đây ở bên này là có một cái phòng vé bên làn xe máy nè mọi người đó, bây giờ mình sẽ qua đó mình mua cái vé để lát nữa có cái vé để mình đi qua cái phà ha. Mọi người đợi mình một chút xíu mình đi mua vé. 7 chỗ 61E00697 xe máy chưa? Xe máy 6.000. Mình đã mua được một cái vé nữa mọi người. Cái vé này thì cũng nè mọi người, mình mới mua thêm được một cái vé nữa nè. Cái vé này á thì nó cũng giống như là cái vé bên kia, không có khác cái gì hết trơn. Nó cũng có cái QR nè, 39.700, tức là 40.000 đó mọi người, 40.000 một cái vé. Tính ra là qua hai cái phà thì mình sẽ tốn hết 80.000 tiền phà. Tốt nhất là mình nên tắt máy xe mọi người, tại vì mình không biết chờ bao lâu hết, có khi là
nửa tiếng, 15 phút, 20 phút, 10 phút, 5 phút gì đó. Tắt cái xe mình ngồi chơi luôn. Khi nào mà mình là người xếp hàng đầu tiên đó mọi người. Cái nãy mình qua sau hai xe, nhưng mà hai chiếc xe đó quẹo đi đâu á, có mình qua bên này. Khi mình qua mình là người xếp hàng đầu tiên luôn. Cái tên thì vẫn là bến phà Đại Ngãi ha mọi người. Hai cái tên bến phà giống y nhau nhưng mà nó khác nha. Mình thấy ở trên map á, là đây là để bờ phải qua, thì cái chú này sẽ mở cái cửa bên đó mọi người, cho cái xe đi ngược chiều lại. Tức là xe máy với xe ô tô với phà lên nó sẽ đi cái đường đó ra. Sau khi mà xong rồi mình mới đi đường này vô nè mọi người. Đó chú mở được, mở cổng cho mình đi vô kìa. Đó, mình sẽ chạy vô. Ông nghỉ dốc đi, xe lên cái nha. Dạ. Mình sẽ đậu ngay chỗ cái bên đường trước cái vạch trắng này mọi người. Vì cái đường lên đó nó chỉ có một cái đường nhỏ vậy thôi. Nếu mà mình đậu sát ở đó thì sẽ không có đường cho cái xe lên. Nên là mình sẽ đậu ở đây. Đợi cho khi nào mà xe lên hết thì mình mới đi xuống được. Đó là những chiếc xe máy ở dưới cái bến phà đang chạy lên. Ở phía trước mình nó có chú bảo vệ. Mình nghĩ là khi mà xe hết thì ổng sẽ quắt cho mình chạy lên. Đó. Mọi người nếu mà không có biết thì cứ từ từ thôi nha. Rồi sẽ có người hướng dẫn. Còn bên xe máy mọi người thì cũng sẽ có một cái cổng khóa. Khi nào mở ra thì mới chạy lên được. Chứ không có chạy lên liền được mọi người, chạy lên liền thì trên phà này xe xuống thì không có đường. Không có đường để đi xuống. Đây còn một chiếc xe máy nè. Ở đây cái phà này thì nhỏ hơn cái phà bên kia. Nhỏ hơn cái phà bên kia mọi người, nên là có hai làn xe ô tô. Trên này rất là ồn mọi người. Cái anh đó anh nói mình thì chạy cho sát cái lề vô, tức là sát với là cái mép phà mọi người, chừa cho xe máy đậu nữa, phải đậu sát như vậy nè để cho xe máy người ta đậu ở cái làn ở giữa. Xe máy sẽ đậu ở giữa mọi người, với lại đậu ở bên cái đường bên hông rồi nè. Đó sẽ có cái đường ở lên trên này cho người đi bộ lên trên này nữa. Xe máy sẽ đậu kế bên mình đây. Cái phà bên kia thì cũng giống như cái phà bên này mọi người. Bây giờ cái phà nó đang chạy kìa, cái phà nó chạy nó nghiêng 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 nghiêng, mình chóng mặt quá. Cái phà bên kia thì cũng vậy, nhưng mà cái phà bên kia lớn hơn, là đậu được 3 làn xe ô tô lận. Còn bên này thì chỉ có 2 làn xe thôi, nhỏ hơn bên kia một làn, nó ngắn hơn nữa mọi người. Cái phà bên này ngắn hơn cái phà bên kia nữa. Bây giờ là 19:30. Hồi nãy mình ở bên đợi bên kia là 18:30. Khi mà mới qua được có một đợt phà, đợt này đang qua thôi là hết 1 tiếng rồi. Nếu mà qua hai cái phà này mình nghĩ chắc phải hết đâu đó 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi đó mọi người ha. Mình cho mọi người xem dễ hiểu ha. Nè, nãy là mình ở bên đây này, xong rồi mình đi qua cái phà này là qua bờ E nè. Xong cái phà này là phà An Thạnh 1 à. Ở đây là cái kêu bằng cái bờ phải gì đó. Xong rồi qua bên này là bờ C. Bây giờ mình đang đi qua bên này. Hai cái sông á thì mình thấy nó cũng ngang ngang nhau à mọi người. Cái sông này bự hơn nè, nhưng mà cái sông này ở cái phà này á, thì nó phải đi một cái vòng lên đây. Thế là cái bến đi thì ở đây, mà bến tới là tới bên này nè. Nên mình nghĩ là bến này là sẽ đi xa hơn, đi lâu hơn. Nhưng mà từ cái chỗ đó mình qua bên này á, thì mình đâu có phải đợi đâu. Ở bên kia mình đợi lâu, chứ qua bên này mình mới vui vé, mua vé chút xíu là có phà đi qua liền. Nếu mà ai mà đi kịp với lúc vừa chuyến phà nó tới luôn á, là mình nghĩ là chắc là không phải đợi lâu đâu, chỉ khoảng 5 phút là qua được à. Mới đi có mấy tiếng mà sao giờ mình cảm thấy đói quá mà. Mình ăn từ hồi đâu 11 giờ mấy trưa, giờ này mới có 7 giờ mấy thôi, 7 giờ mấy tối mà mình thấy đói bụng quá. Đói bụng mà mình đi cái đò, là như đi cái phà này mình chóng mặt hay sao mọi người, mình chóng mặt quá.
trước mặt nó lưng lưng sao á, chắc là giống như là bị say sóng vậy đó mọi người. Khó chịu quá, buồn ngủ, buồn ngủ nè, đói nè, chóng mặt nữa nè. Bây giờ sắp vô tới cái bến rồi mọi người. Qua tổng cộng qua hai cái phà là hết 1 tiếng 15 phút cho mọi người. Thời gian đợi với thời gian qua phà luôn là hết 1 tiếng 15 phút. Mình để ý thấy thì khi mà xuống phà mọi người, tốt nhất là nên nhường cho xe máy xuống bớt thì rồi mình ăn xuống. Chen với lại xe máy thì xe ô tô lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi thôi. Để xe máy xuống bớt khoảng chừng nữa là mình xuống cũng chẳng có sao hết mọi người. Mới đi phà này lần đầu mà mình được ưu tiên, chẳng có ai giành đường với mình hết. Thấy cũng khỏe. Cái đường lên xuống thì nó đều giống nhau hết mọi người. Chỉ cần đi một lần một thôi là rành luôn á. Nhưng mà nhớ đi ô tô phải nhớ mua vé mọi người. Đi ô tô mà nếu mà không mua vé là tới lúc vô không có vé là phải đi ga đi bộ ra mua mọi người. Cũng chẳng ai chỉ đâu nha mọi người, không ai chỉ đâu nha, phải tự tới xong rồi tự lại cái quầy vé đọc biển số xe. Sau đó người ta sẽ bán cho mình cái vé có loại loại xe của mình. Mọi người vô mua vé nhớ là đọc biển số xe với lại nói có loại xe của mình luôn, là người ta bán đúng cho cái loại xe đó. Còn nếu mà không có mua là mình nghĩ là lát nữa vô khi mà kiểm vé không có thì đi bộ ra mua, xong khi đó lậu xe đó xong làm kẹt nguyên một nùi luôn. Bây giờ mình sẽ đi về hướng thành phố Bạc Liêu. Đây mình đi cái quốc lộ 60 này nè mọi người, xong rồi ra quốc lộ 1A đi xuống dưới cái chỗ mình đón khách đó, thì còn 68 cây nữa. Mình sẽ đi ngang qua thành phố Sóc Trăng. Ở dưới các tỉnh miền Tây á mọi người thì cái đường vậy là cái đường này là cái đường quốc lộ 60. Ở đây kêu là lộ lớn à mọi người, là chỉ có vậy thôi. Chứ không giống như trên Bình Dương mình. Lộ lớn là 8 làn đường đâu. Ở đây này đường vậy là lớn rồi đó mọi người. Mình đã tới thành phố Sóc Trăng rồi nè mọi người. Mới vừa tới cái cổng chào thành phố Sóc Trăng xong. Ơi, mình sẽ vào phải ở đây. Mình đi lộn đường đó mọi người. Lo nói chuyện nhưng mà mình đi lộn đường. Thôi, qua thành phố này đã chưa mọi người. Đường một chiều 4 làn xe luôn nè. Đã ghê không? Đây là trung tâm của thành phố Sóc Trăng, là một tỉnh có đặc sản rất là nổi tiếng, đó là bánh bía Sóc Trăng. Khi mà nói tới bánh bía thì bất cứ ai cũng nghĩ tới là Sóc Trăng là một cái vùng mà sản xuất bánh bía ngon nhất. Hôm nay mùng 3 Tết mà mọi người đi chơi, đi ăn uống cà phê đều quá chừng luôn nè. Ở thành phố có khác các bạn. Vòng vòng nãy giờ thì mình chưa có kiếm quán ăn luôn mà lo mình nhiều chuyện. Giờ này mình nên đi kiếm quán cơm ăn thôi mọi người. Ở ngoài đó là cái trung tâm thành phố, còn đây 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 có cơm nè. Mình mới về ăn cơm xong các bạn ơi. Bây giờ mình thấy buồn ngủ. Ăn xong thôi, khi mà ăn xong thì mình thấy buồn ngủ rồi. Bây giờ muốn đi ngủ quá mà ở đây xuống dưới đó còn xa quá mọi người, còn tới 45 cây lận. Giờ mình sẽ chạy theo quốc lộ 1A này, mình chạy xuống tới gần với cái chỗ mà mai mình đón khách á, cái mình ngủ đó, xong sáng mình dậy sớm mình vô ruộng này chơi, kiếm rừng rú ruộng gì đó mình chơi, sau đó mình đón khách cho nó gần. Chào mọi người, mình đang ở thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, thành phố Bạc Liêu. Hôm nay là một buổi sáng se se lạnh của ngày mùng 4 Tết. Không khí thì mát mẻ, ở trên bầu trời thì có những con đàn én đang bay lượn. Đặc biệt ở dưới miền Tây mình thì lúc nào cũng có những cái con sông nhỏ mọi người. Ở đây thì có thể chắc dân ở đây kêu cái này bằng cái kênh, còn ở Bình Dương mình cỡ này là kêu bằng cái sông rồi. Nhỏ vậy là kêu bằng cái sông rồi đó mọi người. Thank you.
Bây giờ nắng lên rồi mọi người, cũng đã 7 giờ sáng rồi. Và mình phải đi rước khách về trên Bình Dương thôi. Buổi sáng ở đây mọi người cảm giác rất là tuyệt luôn. Sáng có đồng lúa xanh nè, có nắng lên nữa, chim thì hót líu lo, gà thì gáy ò rồi. Làm cho mình cảm giác rất là tuyệt luôn. Bây giờ thì mình phải đi rước khách rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một video sau nha.